Chadwick Boseman, báo đen của điện ảnh Marvel, qua đời ở tuổi 43. Tài tử siêu phẩm đình đám thế giới Chadwick Boseman, người thủ vai báo đen trong series Avengers, vừa qua đời vào ngày 28 tháng 8 giờ địa phương ở tuổi 43, sau 4 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột quái ác. Năm 2016, nam tài tử đình đám đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, đến nay gia đình của anh mới tiết lộ. Anh đã đi thanh thản ngay tại nhà riêng, bên cạnh vợ và gia đình, kết thúc câu chuyện về những nhân vật vĩ đại mà anh đã đóng. Đây là một tin rất buồn cho những ai là fan của Marvel và Black Panther. Một chiến binh đích thực, Chadwick đã kiên trì vượt qua tất cả và mang đến rất nhiều bộ phim mà rất nhiều khán giả yêu quý. Vai diễn vua T'Challa trong Black Panther là niềm vinh dự trong sự nghiệp diễn xuất của anh, gia đình không giấu khỏi xúc động trong thông cáo gửi truyền thông. Trước đó, nam tài tử chưa từng chia sẻ về căn bệnh của mình với công chúng, luôn xuất hiện với gương mặt rạng rỡ. Theo gia đình ngôi sao, với các dự án mà Boseman tham gia trong 4 năm qua, tất cả được anh ghi hình giữa nhiều đợt phẫu thuật và hóa trị. Anh ấy đã giúp hình ảnh vua T'Challa trở nên sống động trong Black Panther, người nhà Chadwick Boseman bày tỏ. Trên Twitter, người hâm mộ chia sẻ nỗi tiếc thương trước sự ra đi của ngôi sao điện ảnh. Bước đột phá trong sự nghiệp đã tới với Boseman khi anh chính thức gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel với vai siêu anh hùng từ châu Phi Black Panther trong Captain America Civil War vào tháng 5 năm 2016. Hiện tại, anh đang là cái tên được các nhà sản xuất Hollywood ưa chuộng. Trước khi Chadwick Boseman qua đời, Marvel Studio cùng đạo diễn Ryan Coogler đã lên kế hoạch thực hiện tiếp Black Panther 2. Xuất hiện vẻ ngoài hốc hác. Tháng 4 năm 2020, Chadwick Boseman đã chia sẻ một đoạn video ngắn kêu gọi hỗ trợ cho dự án Operation 42, một chiến dịch quyên góp 4,2 triệu USD mua thiết bị bảo vệ cá nhân cho các bệnh viện phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Phi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, anh khiến người hâm mộ lo lắng khi để lộ gương mặt hốc hác, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh khỏe khoắn trước đây, hầu hết bày tỏ sự lo lắng với sức khỏe của Chadwick Boseman. Bạn có ổn không? Ngoại hình của bạn hoàn toàn thay đổi rồi đấy. Tôi đã không nhận ra anh ấy. Giảm cân như thế này thật kinh khủng. Có ai bị sốc với gương mặt của Boseman không? Hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Tuy nhiên, nam diễn viên đã không công khai về chẩn đoán của mình trước khi qua đời. Hồi tháng 5, cánh paparazzi ghi lại hình ảnh Chadwick Boseman chống gậy, thân hình gầy guộc ngoài phố, ngoại hình tuột dốc của ngôi sao Marvel Studio khiến dư luận lo lắng. Thời điểm đó, ít ai biết rằng ngôi sao uy dũng trên màn bạc đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác. Suốt 4 năm qua, Chadwick Boseman hoàn toàn giấu kín tình trạng sức khỏe của bản thân. Vào tháng 2 năm 2020, khi xuất hiện tại giải NBA All-Star Weekend ở Chicago, ngôi sao 43 tuổi trông vẫn khỏe mạnh và đầy đặn. Nên khi những hình ảnh hốc hác của Boseman xuất hiện, không ít cư dân mạng đã bất ngờ về sự thay đổi nhanh chóng. Cuộc đời thật của Chadwick Boseman. Chadwick Boseman sinh ngày 29 tháng 11 năm 1977, sinh ra ở Georgia và lớn lên ở thành phố Addison, Mỹ. Trong một gia đình doanh nhân nhỏ, không hề có truyền thống nghệ thuật, không như nhân vật Black Panther, trong quá khứ anh có một cuộc sống khó khăn ở quê nhà. Với niềm đam mê điện ảnh cháy bỏng, Boseman đã tìm hiểu cách để có thể theo đuổi ngành đạo diễn. Lớp đào tạo diễn viên chỉ là lựa chọn thêm. Sau nhiều năm, anh đã có thể tốt nghiệp Đại học Howard và theo học tại Học viện Nghệ thuật Anh, Mỹ tại Oxford trước khi bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng. Boseman chính thức gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel, MCU và ra mắt vai siêu anh hùng châu Phi Black Panther trong Captain America Civil War vào tháng 5 năm 2016. Điều đặc biệt là Boseman gật đầu nhận vai diễn này chỉ sau một cú điện thoại. Từ những diễn viên đầu tiên của MCU như Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth đều phải qua vòng thử vai thì đến Boseman, quá trình chọn vai và nhận vai chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày. Một nhân viên đề xuất Chadwick Boseman trong cuộc họp chọn diễn viên, nhà sản xuất liên hệ anh ấy ngay sau đó. Boseman nhận điện thoại và đồng ý ngay khi vừa được hỏi mà không chút lưỡng lự, Kevin Feige, giám đốc của Marvel Studio cho biết. Có thể đây chính là cuộc gọi điện mà Chadwick Boseman đã chờ đợi rất lâu, một vai diễn có tiếng nói với thân phận đặc biệt trong một series bom tấn được cả thế giới chờ đợi. Là diễn viên xuất thân từ trường lớp nghệ thuật, đi lên từ con đường diễn xuất chính thống, hơn ai hết, Chadwick Boseman hiểu rõ sự khắc nghiệt và phân biệt mà Hollywood dành cho người da màu. Với việc trở thành diễn viên đóng siêu anh hùng đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time, là siêu anh hùng da màu có phim riêng đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, nam diễn viên Chadwick Boseman cùng vai diễn Black Panther đang lập nên những kỳ tích phi thường ở Hollywood. Thành công vượt ngoài mong đợi của Black Panther giúp Chadwick Boseman đã và đang sống những ngày rất khác trong suốt sự nghiệp hơn 10 năm qua. Ám ảnh bởi sự phân biệt chủng tộc cay nghiệt. Chadwick Boseman cho biết, đến tận khi trưởng thành, anh vẫn đeo đẳng sự ám ảnh về cái chết của một người bạn tại trường cấp 2. Một viên đạn từ một người da trắng đã lấy đi sinh mạng của bạn anh, một cậu nhóc học sinh da màu, chỉ bởi tư tưởng ghét màu da đen.
Tận mắt chứng kiến bạn mình bị giết chết vì sự phân biệt chủng tộc, hơn ai hết Chadwick Boseman ý thức rõ ràng đây là một cuộc tranh đấu mà anh buộc phải dấn thân. Sau đó, với tôi, việc chơi bóng rổ hay tham gia các hoạt động ngoại khóa không còn quan trọng nữa. Tôi muốn cất tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ hơn để chống lại sự phân biệt vốn đã quá nặng nề, Chadwick Boseman kể. Từ đó, thay vì tận hưởng tuổi niên thiếu như nhiều bạn cùng lứa, anh sớm ý thức bản thân phải có trách nhiệm lớn hơn. Quyết tâm theo học tại Học viện Nghệ thuật, anh dốc tâm tìm kiếm những dự án điện ảnh đủ sức nặng để truyền tải câu chuyện về bình đẳng chủng tộc. Chính anh cũng muốn tự mình viết ra những kịch bản xoay quanh chủ đề người da màu. Chính bản thân Boseman cũng từng là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc ở trường học Mỹ. Với màu da đen, anh thường xuyên bị bạn bè đuổi đánh, bắt nạt và gọi là đồ mọi rợ. Khi tôi đang ở phim trường Civil War, khoác trên mình bộ áo siêu anh hùng Black Panther, ngoài kia vẫn có hàng nghìn người da màu bị giết hại trong các cuộc biểu tình, xả súng, Boseman ngậm ngùi kể trên tờ Rolling Stones. Black Panther chắc hẳn đã phần nào làm thỏa lòng Chadwick Boseman khi không chỉ xây dựng thành công trên màn ảnh rộng một hình ảnh siêu anh hùng da màu ấn tượng và khác biệt, mà còn vẽ nên một bức tranh trung thực về nét văn hóa đặc trưng của lục địa đen và đẹp tựa một giấc mơ, nơi mà những người da màu được thỏa sức khẳng định sức mạnh của mình. Tận dụng quyền năng báo đen. Mang trên mình màu da nâu của người châu Phi nhưng Chadwick Boseman vẫn là người gốc Mỹ và thậm chí anh chưa từng đặt chân đến quê hương. Chính vì vậy, để đảm nhận vai Black Panther, một vị vua của vương quốc giả tưởng Wakanda ở châu Phi, Boseman quyết định đến Nam Phi hai lần trước khi phim khởi chiếu để tiếp xúc với người bản địa. Anh học cách nói, cách đi đứng, sinh hoạt và tìm hiểu về truyền thống và văn hóa của người dân da màu ở đây. Tôi muốn đảm bảo độ chân thật của các động tác võ thuật châu Phi để dùng chúng trong việc kể lại câu chuyện về Wakanda. Các nhà chỉ đạo võ thuật hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó của tôi. Đôi lúc chúng tôi có cảm giác mình đang được huấn luyện để tham gia một trận đánh thật sự, nam diễn viên chia sẻ. Không chỉ các thế võ mà điều Chadwick Boseman với quyền lực nam chính của mình, anh muốn đoàn phim thay đổi quan điểm về giọng nói của các nhân vật. Bởi theo nguyên tác, người Wakanda nói tiếng Xhosa, ngôn ngữ chính thức của Nam Phi lên phim, dù là nói tiếng Anh nhưng vẫn phải theo giọng điệu của tiếng Xhosa. Ban đầu, nhà làm phim ngần ngại vì cho rằng điều này sẽ gây cản trở cho khán giả đại chúng. Vì sao chúng ta có thể xem phim tiếng Anh theo giọng điệu Ireland hay Cockney, còn đến phim người châu Phi lại không được? Với lập luận này, Boseman đã thuyết phục ekip Black Panther. Chính vì truyền tải gần như chính xác những gì truyền thống nhất trong văn hóa của người da màu, hình tượng Black Panther của Chadwick Boseman cũng vì thế mà trở nên sống động, chân thật hơn, bởi theo anh, báo đen khác với những siêu anh hùng còn lại chính ở yếu tố chính trị và truyền thống. Tôi mong khán giả sẽ vỗ tay tán thưởng sau khi xem bộ phim này. Tôi tin bộ phim đã góp phần thay đổi quan điểm về người da màu và hình ảnh một siêu anh hùng trên màn ảnh rộng. Khán giả sẽ được nhìn thấy một siêu anh hùng khác biệt, trọng trách lớn hơn khi gánh trên vai cả một quốc gia, chứ không chỉ là màu da sắc tộc. Tôi tin rằng đó cũng là điều mà họ đã chờ đợi từ rất lâu, Chadwick Boseman trả lời tờ Variety.